Triều Lê Dĩnh, Nữ Hoàng Cổ Trang, toàn phim hot, có 40 giải thưởng, gây sốc với màn tắm tiên, lỗ vai trần sexy. Triều Lê Dĩnh đóng khá nhiều bộ phim cổ trang, đa phần những dự án cô góp mặt đều thành công vang dội. Triều Lê Dĩnh sinh năm 1987, là tiểu hoa đán hàng đầu ở Sibit, ở thời điểm hiện tại. Ở Trung Quốc, có một giai đoạn Triều Lê Dĩnh bị xem thường, bởi lẽ cô có xuất thân thuộc hàng bình dân, cha là nhân viên cảnh sát địa phương, mẹ chỉ bán tạp hóa, gia đình không thuộc giỏi chăm anh phế phiệt như cảnh điểm Lưu Diệp Phi Lưu Thi Thi Triệu Lê Dịn lại không phải cô gái ngay từ bé đã được gia đình cho theo đuổi các bộ môn nghệ thuật như dương mịch hay địch lệ nhiệt ba nhưng bằng nỗ lực không ngừng nghỉ Triệu Lê Dịn đã phá tan định kiến đồng thời vươn lên hàng sao hàng a có sức hút khổng lồ. Đếm sơ sơ Triệu Lê Dịn đã có 40 giải thưởng trong các hoạt động nghệ Triệu Lệ Dịn đóng khá nhiều phim cổ trang đa phần là những dự án cô gấp mặt đều thành công vang dội. Sở Kiều Chuyển, Hoa Thiên Cốt, Minh Lan Chuyển hay Hữu Phỉ là các tác phẩm giúp định danh nữ hoàng rắc của Triều Lê Dĩnh. Cùng điểm lại những bộ phim ấn tượng nhất của Triều Lê Dĩnh để dân tình cài lại trong mùa dịch này. Lục Trinh Truyền Kỳ, Rắc Tinh 1944, Đài Hồ Nam, Thể loại Cổ Trang, diễn viên là Triều Lê Dĩnh, Trần Hiểu, Dương Dung, Giải thưởng, nữ diễn viên được yêu thích nhất tại quốc kịch. Thịnh điện, 2013. Nữ diễn viên Trung Quốc được yêu thích nhất. Nữ diễn viên Trung Quốc được yêu thích nhất tại Young Choice Award năm 2013. Phim truyền hình Lục Trinh Truyền Kỳ do Vu Chính đảm nhận vai trò sản xuất đã phát sóng lần đầu tiên với dàn diễn viên trẻ đẹp, cốt truyện thú vị. Cụ tuy có phần hơi xến, bộ phim gây được tiếng vang lớn và đưa tên tuổi của các ngôi sao đến gần với khán giả hơn. Trong Lục Trinh Truyền Kỳ, Triều Lê Dĩnh vào vai nữ chính Lục Trinh là một nữ quan có bản lĩnh, thông minh nhưng không kém phần lương thiện. Lục Trinh là nữ tướng duy nhất trong lịch sử Trung Quốc. Trần Hiểu vào vai nam chính Cao Trạm có quan hệ tình cảm phức tạp với tuyến vai Lục Trinh của Triều Lê Dĩnh. Hoa Thiên Cốt Thể loại cổ trang Diễn viên gồm Triều Lê Dĩnh, Hoa Kiến Hoa, Mã Khả Giải thưởng Nữ diễn viên được yêu thích nhất tại Kim Ưng 2016 Triều Lê Dĩnh, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Bạch Ngọc Lan 2016, Triều Lê Dĩnh, nữ diễn viên nổi tiếng nhất của năm tại đêm hội Webber 2016, Triều Lê Dĩnh. Vai diễn được khán giả yêu thích tại Hàn Quốc Kịch Thịnh Điện 2015, Hoắc Kiến Hoa, Phim truyền hình hay nhất năm tại đêm hội EWG 2016. Hoa Thiên Cốt, bạn truyền hình lên sóng hồi năm 2014 đã tạo ra cơn sốt lớn vì nội dung hấp dẫn, kịch tính. Hoa Thiên Cốt được phát sóng hàng tuần trên Đài Hồ Nam, Trung Quốc và luôn giữ tỷ lệ người xem lý tưởng, duy trì trên 2%. Tập cuối cũng ghi nhận mức rating cao 2,739%. Đặc biệt, cảnh tắm hồ cực đáng yêu của nhân vật Hoa Thiên Cốt, Triều Lệ Dĩnh cũng được bàn tán nhiều vì gợi cảm và cực kỳ hút mắt. Nhờ thành công của phim, Triều Lệ Dĩnh vương tầm sao hạng A, cô được trả thù lao đến 30 triệu nhân dân tệ, Hắc Kiến Hoa, Vai Bạch Tự Hỏa, Mạ Khả, vai sát thiên mạch trở thành những cái tên được yêu thích cuồng nhiệt nội dung phim là câu chuyện đầy cảm xúc về mối tình ngược tâm được gắn mát thầy trò